Kim Ngân ngày hôm nay rất là vinh dự khi đại diện phòng Credit Management để phục vụ các bạn một tiết mục văn nghệ đặc sắc, đặc biệt, lạ. Và các bạn biết không, chúng ta đã trải qua 12 năm đại dịch. Và cái khoảnh khắc ấy thực sự rất là khó quên các bạn. Suốt cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Ít nhất trong cuộc đời thì các bạn sẽ thấy được rằng có một mối quan hệ gia đình, bạn bè hoặc là hàng xóm, hoặc là ít nhất trong danh bạ điện thoại của các bạn sẽ có một người không còn liên lạc được nữa rồi. Và chúng ta đã có một cái nỗi đau đã chạm đáy rồi, giống như sáng nay anh Nghĩa đã nói, chúng ta như một cái lò xo đã bị né lại. Và đây là giờ phút mà các bạn phải bật lên. Dù cho cuộc sống này đối với các bạn tệ như thế nào, tàn nhẫn như thế nào, thì các bạn hãy nhớ một điều, hãy tin tưởng vào bản thân của mình. Và đây là cái thông điệp mà Credit Risk Management muốn gửi đến các bạn. Hãy tin tôi, bắt đầu! Thank you.
chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua. Cứ thế ta cũng chỉ là một người sống mà chẳng biết thứ tha. Chẳng làm gì mà cũng để người nghe thấy thôi. Nhỏ tay, nhỏ tay, nhỏ tay.